Mực trứng là loại mực phần thịt giòn ngọt với phần trứng béo béo. Sự kết hợp hoàn hảo này chính là điểm thu hút đặc biệt với những ai ưa thích mực trứng. Mực trứng là một trong những loại hải sản giàu đạm, vitamin và các khoáng chất thích hợp cho trẻ nhỏ và người già bổ sung chất dinh dưỡng. Chúng ta hãy cùng chờ xem đầu bếp của chương trình ngày hôm nay sẽ chế biến món ăn gì từ mực trứng nhé! Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ẩm thực Quảng Ninh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ lại đầu bếp Kiều Hàm Nam của nhà hàng Xanh Điệu. Với món mực thì chúng ta cũng có nhiều cách chế biến khác nhau như là hấp, luộc, chiên, rồi là nướng. Và ngày hôm nay thì trong chương trình Ẩm thực Quảng Ninh thì không biết là Nam sẽ giới thiệu đến Phương Dung cũng như quý vị khán giả món ăn được chế biến như thế nào từ mực vậy ạ? Dạ vâng ạ. Hôm nay xin phép được giới thiệu với quý khán giả món mực trứng nướng tắm mắm Thái. Khi chúng ta đi chọn nguyên liệu thì điều quan trọng nhất là mực phải có trứng. Để mà biết được con mực sao có trứng, đầu tiên là nếu con mực bình thường nó sẽ rất là xẹp. Đấy, nhưng mà con mực trứng chúng ta cầm lên nó tròn, chắc. Nhìn nó đầy đặn, nó căng ở bên trong, nó có trứng nên nó sẽ căng hơn. Đúng không? Dạ vâng, đấy là cái điều khác biệt và đã để cho mình dễ nhận biết. Kết hợp với đó, nó sẽ là sốt nướng muối ớt Nha Trang. Đi kèm đấy là sốt thái, chua cay, mặn ngọt. Cái hương vị đặc trưng của món ăn này là gì ạ? Vị thơm của ớt Đà Lạt, ớt sừng. Trước khi mình làm sốt mình sẽ nướng hai loại ớt lên để tạo một cái hương vị đặc trưng, và khi ớt nướng lên rất là thơm. Kèm vào đó là gia vị như là mắm, hạt nêm, bột gà và một chút bột ngọt. Đấy, giờ chúng ta cho vào máy xay lên. Đấy, đây ra thành phẩm là sốt muối ớt Nha Trang. Ăn kèm thì chúng ta sẽ có rau mầm xanh và rau mầm tím. Vâng, nguyên liệu của chúng ta cũng đã đầy đủ rồi và lúc này thì chắc chắn là Hoàng Nam cũng đã sẵn sàng để vào bếp đúng không? Dạ vâng ạ. Mời quý vị chúng ta hãy cùng chờ xem đầu bếp của Hoàng Nam sẽ chế biến món ăn này như thế nào quý vị nhé. Mực tươi sau khi mua về, đem rửa sạch với muối, loại bỏ phần ruột ở bên trong và phần mực đen ở mắt. Dùng dao khía những rãnh trên thân mực để chín nhanh hơn và gia vị sẽ dễ ngấm vào phần bên trong của con mực. Tiếp đến, chúng ta tiến hành loại bỏ hạt cho ớt chuông và ớt sừng. Cho ớt vào lò nướng tầm 5 phút. Khi thấy ớt xém vàng, chúng ta lấy ớt ra. Cho vào máy xay sinh tố cùng các gia vị, đường, hạt nêm, bột gà, nước mắm, dầu ăn. Sau đó, xếp mực lên vỉ và phết nước sốt lên bề mặt mực. Mực nướng tầm 15 phút ở nhiệt độ 200 và trong quá trình nướng, khi thấy mực xe mặt, ta sẽ phết thêm một lượt nước sốt nữa phủ kín hai mặt của mực. Chú ý, lật mực để mực chín vàng đều hai mặt. Mực chín, cắt mực thành từng khúc vừa ăn. Để co bằng bắp cải trắng, bắp cải tím thái sợi và rau mầm. Dưới lên bề mặt món ăn một lớp sốt mắm Thái. Như vậy là món ăn đã hoàn thành và sẵn sàng để thưởng thức. Quý vị có thể thấy là món ăn này có màu sắc rất là bắt mắt, mực được nướng vàng, rất là óng, nhìn rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng thưởng thức món mực trứng mắm Thái cùng với Phương Dung nhé.
món mực trứng nướng mắm Thái với phần mực được nướng chín tới với bề mặt vàng đều và đặc biệt là thịt của mực rất là đậm vị mắm Thái, chất thịt dày, mềm, có độ dai. Và nếu có dịp đến với Hạ Long thì quý vị đừng bỏ lỡ thưởng thức món mực trứng nướng mắm Thái quý vị nhé. Phương Dung xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số ẩm thực Quảng Ninh tiếp theo.